Chiều ngày hôm nay, 12 tháng 1 tiếp tục diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Công an Nhân dân và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ Cúp Hoa Lư 2022. Thanh Hóa đã không thể giành chiến thắng dù được đánh giá cao hơn Công an Nhân dân, thậm chí đội chủ nhà đã chơi lấn lướt hơn trong trận đấu này. Gặp đội chủ nhà Công an Nhân dân ở lượt trận thứ 3, Thanh Hóa sử dụng đội hình dự bị với toàn bộ là các cầu thủ nội binh. Phía bên kia, Công an Nhân dân cũng sử dụng đội hình nội binh nhưng có một cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Trung Đại Dương. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, huấn luyện viên Petrovic sử dụng bộ ba tốc độ trên hàng công là Đình Tùng, Quốc Phương và Trọng Hùng. Bàn thắng đã đến cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sau một tình huống mà Đình Tùng tạt bóng chéo góc. Quốc Phương dứt điểm một chạm tinh tế hạ gục thủ môn Đỗ Sĩ Huy. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Sang hiệp 2, Công an Nhân dân bất ngờ có bàn gỡ của Võ Lý với pha đánh đầu cận thành. Nhưng chỉ một phút sau, Trọng Hùng đã lập công tái lập cách biệt cho Đông Á Thanh Hóa. Lúc này, huấn luyện viên Petrovic đưa một số cầu thủ trụ cột như Ngọc Tân, Minh Hùng, Pinto hay Paulo vào sân. Tuy nhiên, thế trận của câu lạc bộ Thanh Hóa không khởi sắc hơn nhiều. Công an Nhân dân tiếp tục tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Minh Bình là người gỡ hòa hai đều xong được căng ngang của đồng đội. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hai đều. Đông Á Thanh Hóa có 4 điểm sau hai lượt trận. Phía bên kia, Công an Nhân dân cũng đã có điểm số đầu tiên tại giải năm nay.